Sau khi nghe thông tin CDC Thái Bình kiểm tra mẫu nước sinh hoạt và phát hiện chỉ số mangan vượt ngưỡng cho phép, ông Định không khỏi lo lắng bởi theo y học, nếu cơ thể hấp thụ quá nhiều mangan sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh, tạo ra một hội chứng giống với bệnh Parkinson. Trước kia như vậy là cái nước của công ty nước sạch là nó chưa được đảm bảo, thì không những tôi và toàn thể người dân ở đây rất là lo lắng cho cái ảnh hưởng của nước sạch đến với đời sống của nhân dân. Chúng tôi đã có ý kiến với như vậy là chính quyền địa phương và trực tiếp với như vậy là công ty nước sạch thị trấn Hưng Nhân. Nước sinh hoạt của người dân thị trấn Hưng Nhân do xí nghiệp nước Hưng Nhân cung cấp. Hiện xí nghiệp này đang cung cấp nước sạch cho khoảng 3.000 hộ dân trên địa bàn thị trấn, công suất 700 mét khối trên một ngày đêm. Ngay khi có kết luận của CDC Thái Bình, UBND thị trấn Hưng Nhân đã khẩn trương làm việc với xí nghiệp nước sạch, đề nghị đơn vị có giải pháp khắc phục, đảm bảo hàm lượng mangan trong nước không vượt quá 0,3mg trên 1 lít. Sau khi mà có cái kết quả kiểm định mẫu nước của CDC, chúng tôi đã khẩn trương đầu tư thêm dây chuyền xử lý nước. Cụ thể ở đây đó là cái đầu tư thêm một cái cụm bể lọc lần 2 trên dây chuyền xử lý nước. Sau đó thì sau khi mà thi công xong thì chúng tôi đưa vào vận hành và cũng đã mời bên CDC về kiểm tra lại cái kết quả mẫu nước, thì cũng CDC cũng đã xác nhận là kết quả mẫu nước đạt cái tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp. Thông tin từ phía xí nghiệp nước Hưng Nhân cũng chỉ là thông tin một chiều và chưa có kết luận của cơ quan chuyên môn về việc nguồn nước đã đảm bảo tiêu chuẩn hay chưa khi cung cấp tới người dân sử dụng. Đối với chính quyền địa phương và người dân, cần có biện pháp giám sát nghiêm ngặt từ nguồn nước đầu vào, quy trình sản xuất đến khâu cung cấp cho người dân sử dụng. Đặc biệt là đơn vị cung cấp nước sạch cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.